trời ơi, nó miết quá. Đây có con cơ giữa đâu, nó lật quạt 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 quá, nó đỏ đâu thiệt á. Mình để tọa thì không cân xứng, đó hoa lài cắm bãi cất câu không có được. Em giờ tọa nặng nặng vô đây, nhìn lên máy cho đẹp lên phim đi em. Mình quảng cáo phòng mà chịu khó đi em. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô đẳng cấp 5 sao, gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Xin vài phút của chương trình để quảng cáo cái máy nữa nha. Đây là cái máy Smith của Mỹ nè. Máy Smith của Mỹ nha. Thì ở cái máy này nó mắc tiền gấp 2 lần, gấp 3 lần cái máy mít thường. Nhưng mà chỉ có một cái không nhớ giá thôi. Tại vì mua nguyên phòng mà, mua mấy trăm cái máy luôn, không nhớ là nhiêu, không nổ được. Nhưng mà bảo đảm bạn phải cũng trên 50 á, ít đâu nha. Trên 50. Thì ở cái máy này tại sao mà chị phải nổ? Tại vì bây giờ nó mắc tiền quá, không nổ nó uổng thôi. Đúng không? Mình bỏ nhiều tiền ra mình mua đồ là mình giờ phải nổ lên để vốn. Cái đó là nguyên tắc trong kinh doanh. Thế thôi, không nói nhiều. Ở cái máy thường đó thì nó bị khuyết điểm ở cái chỗ là cái đường đi này nó không có mượt. Đường đi mà nó không có mượt là bạn không có tập được cái gì hết. Bạn tập cái gì rất bực mình hết. Nope. Nên nói tóm lại cái Smith thường mà đi không mượt á thì để cho nó chặt phòng thôi, không có vô cái gì đâu. Đó, nên một cái máy Smith á nó phải được có được cái độ mượt thì nó mới là giá trị của máy Smith. Chứ còn máy Smith mà nó không mượt thì thua. Nó cứng mấy thì thôi, nhưng mà nó không mượt là bỏ. Mà cái máy Mỹ này nó vừa cứng, vừa đẹp mà vừa mượt nữa. Cái điều quan trọng nó mượt, nó giúp chúng ta tập được nhiều bài. Tập được rất là nhiều bài trên cái máy Smith này. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày tập chân của Duy. Duy sẽ giới thiệu cái bài mà nhón bắp chân thần trưởng trên cái máy Smith. Mà cái bài nhón bắp chân thần trưởng á thì nó là không có cái nào thay thế được cả. Nếu mà nói về nhón bắp chân á thì không có cái nào thay thế bằng được cái máy Smith đâu. Chắc chắn cho bạn luôn. Cái máy Smith là cái máy 10 điểm cho cái bài nhón bắp chân. Mà cái máy Smith của Duy Nguyễn nữa là 100 điểm luôn. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái máy thường đó, bạn nhón lên tới 3 cục này là nó hết mẹ mở ra nổi. Nha các bạn. Bạn nhón lên phải mở này ra nè. Nhưng mà khi mà cái máy thường đó, nó nặng một bên là 60kg thì bạn mở cái này ra nó không nổi, cái chốt này nó rất khó mở. Nên bạn không có nhu cầu và bạn cũng không thể luôn để lên được khối lượng tạ nặng hơn. Cái bóp kèn lớn mày đó, bạn không thể lên được cái khối lượng tạ nặng hơn. Nên ở cái máy mic tuyệt vời này nó sẽ giúp cho bạn hạn chế được tất cả những khuyết điểm mà những dòng máy thị trường nó có, khẳng định với các bạn luôn. Nhưng mà để nhón bắp chân được trên cái máy này á thì bạn cần phải có một cây thiết bản đó. Cây này là nhập từ bên Bình Tân qua nha các bạn. Má cây này nhập từ bên Bình Tân qua nhưng mà giỡn đâu. Bình Tân hai cái, Bình Tân hai cây để xung cây đi, đem qua đây kê vô nhón. Nhón á thì nó phải nằm ở ngay chỗ vị trí ống trượt, nó không nằm ngoài nha, ngay vị trí ống trượt nè. Rồi bây giờ cái này là cái an toàn, cái chốt an toàn. Trong trường hợp nó bị đè thì sao? Đó. Giống vậy thôi, giống như nãy á, giống như diễn mình cái máy SWAT nó đè cái chết mẹ luôn đó. Nhưng mà có cái này là không có chết. Bởi vì mấy con chậu tre nó cũng hay ẩu chỗ này nè. Đó, mấy con chậu tre nó cũng hay ẩu chỗ này. Nó tập không vậy nó có bảo hiểm. Nó đi đá tầm bậy tầm bạ chứ không bao giờ có mưa. Ghê lắm. Nè, bài này có thể là quấn cái đai vô hoặc không quấn tùy. Đây là bài tuyệt vời nhất trong bài nhóm có chân, không có bài nào tuyệt vời hơn bạn đâu, khẳng định bạn luôn. Bài Let's Fest không bằng đó, bài Let's Fest không bằng nha. Cái tốc độ nhanh hay chậm á thì mỗi cái nó đều có ưu điểm riêng, nên không có nói cái nào hơn cái nào. Bạn thích chậm thì bạn hành hạ 3-4 cái và bạn phê. Bạn thích nhanh thì bạn tập 10 cái, 15 cái nha. Nên tốc độ không có định đó này. Còn cái vấn đề mà độ mở của bàn chân thì nó khác nhau về nhóm cơ tác động thôi. Như vậy trong, như vậy là bắp chuối trong, như vậy là toàn diện, như vậy là ở ngoài một tí. Bắp chuối nó có hai cơ, cơ trong là cơ yếu, cơ ngoài là cơ khỏe. Cái này thằng nào phải thánh massage cho tôi mới biết. Bạn không biết được đâu. Đúng không? Khi mà bạn đi massage đó, bạn nằm xuống, chổng mông lên trời, đầu nó nhấn vô đây một cái bạn khóc có tiếng máng nữa thôi. Nên con massage này mà mới vô nghề nó không biết, nó đạp vô đây cái chết nha ba. Cái mặt trong bắp chuối rất là yếu. Mà nè, lấy tay nhấn thôi, đạp phải đạp mặt giữa đây. Còn cái mặt mà đạp đã nhất là mặt ngoài đây nè.
cái mặt này nè. Mặt này nó bảo vệ mình. Mặt này nó bảo vệ mình không gãy giò. Đá banh thằng nào cơ chỗ này dày đỡ lắm bạn. Quất vô cái đây nè, cái đây mới có cơ nha. Còn cái đây nè. Mặt ngoài đây tôi có nằm nó nhấn trời đất nó miết. Quá. Đây có một con cơ giữa đây không? Bật bật qua bật lại bật qua bật lại bật qua bật lại. Quá nó đỏ gì đâu thiệt á. Nó nên tại sao khi tôi tập bắp chân là một nhóm cơ nó nhỏ thôi. Nhưng mà nó có ba vị trí như vậy. Thằng nào thích cục trong đây nè thì để vậy. Đó, còn không bình thường thì để vậy. Còn nào muốn đi massage cho đã mặt ngoài để dày hoặc mặt ngoài nó phồng lên nó cũng đẹp nữa. Còn cái bắp chân mà bự hay nhỏ đó nó không quan trọng, quan trọng là bắp chân mà đẹp hay là xấu. Có những thằng bắp chân rất bự mà không có mẹ gì hết, mỡ như đùi heo á. Còn có những ông bắp chân hình trái tim đẹp lắm, đó là cơ địa luôn các bạn. Hoặc là mấy thằng nào đá banh nhiều. Mình tập game nó không ghê bằng đá banh đâu. Mấy thằng đá banh thì mấy thằng đi xe đạp. Hai bố thằng thao đó mày bắp chân hơi bị khủng á. Nó tập cả ngày luôn mà. Còn mình một tuần mình nhón có vài cái thôi. Nên bắp chân của mình nó sẽ làm một cái độ đẹp của gamer thôi. Mà cái mặt ngoài đây nè, nó tạo cho cân đối cái chân. Mà thằng nào lùng á, bắp chân nó bự. Mà thằng nào lùng bắp chân nhỏ rồi sao nó siêu nhỏ rồi. Nào cao á, bắp chân thon. Vậy nha. Rồi vô. Bài này không có chỉ nữa, nó hoài. Vô thôi. Thấy mượt không? Thấy ra tạ mượt không? Đó. 12 cái đề ba. Đó, nãy giờ tập tức phần nào? Tức phần này. Tại vì Duy thích đi massage đó mà nên tập chỗ để cho tao massage. Đó, tức phần này. Massage mà ăn đào không biết đi lưng đi bỏ thôi đi ai mà. Dập thêm đi. Em làm đào em mới đi lưng. Vô nhấn nhấn dài cái là ngửa chán lắm. Lên lên cái đài lưng em. Xong rồi lên cho anh miếng 10. Để minh họa cho các bạn cái cách lấy tạ ra để mình nổ cái máy em. Ở đây không phải là nổ cái tập mà nổ cái máy. Cái máy bình thường lên không nổi. Nha. Cái máy bình thường mà mở ra không được. Khi mà mình có bảo hiểm là mình sung lắm em. Đó. Không. 4 triệu rồi đó ba, 4 rưỡi rồi đó. Chưa ăn sáng. Không có gì được cái tự hào rồi đó. Tập gym thở không khí tập mạnh như trâu. Wow, cà phê mạnh dữ. Không khí thở không khí đúng rồi nhưng mà uống sấp nha. Ao clip đồ, lean body đồ. Rồi BCA amino. Zone đồ. Rồi vô. Không khóa khớp đùi gối nha mấy bố. Quên. Không khóa khớp lưng, không khóa khớp đùi gối. Lúc nào trong tất cả tư thế đứng của mình nó là đứng phải như vậy. Đứng là phải khoe cái mông vĩ đại vậy đó. Đó. Khoe cái mông giữ cái ngực. Đó, đứng vậy là đứng chuẩn. Không khóa khớp. Đứng về tập bài đạo cũng ok hết. Đó, cái cây á nó phải nằm ngay cái cây này nè. Giống xuống một đường, không có để ngoài đây nha. Rồi mấy em, tập trung nè. Huy à! Thấy cây im không? Dạ. Thấy da vô phê không? Máy xịn nó lặng vậy. Mấy đồng chí tập mấy cái máy kia đố móc ra được. Cuộc đời tập game mười mấy năm của tôi chưa có máy nào chơi chơi. Từ máy Việt Nam, từ máy hàng trong cái xưởng tới máy top 1, top 2. Nên những cái kiến thức của Duy là kiến thức thực tiễn. Mình nổ cái máy rồi mình quảng cáo cái phòng. Đó là gì? Marketing một cách trí tuệ. Hai em đồng chí like like. Xe luôn nha. Lên tạ luôn em. Khán giả tổng hồn quá phải lên tạ. Nha. Bên 10kg nữa. Bên 10kg nữa thôi. Trời đất ơi tập nhiêu đâu. Già già nhón phải được khá khá chứ mấy em. Clip cuối. Bên là 80kg. Làm clip cho cháu nội coi nữa không. Bên 80kg. Hai bên 160kg.
không? Thấy cái máy này không? Ê, tụi bay giặt ốc cho kỹ cho da mày. Mấy nào gắp máy giặt ốc cho kỹ chưa vậy? Tao tin tưởng tụi bay quá đó nha. Thôi chốt lên miếng đi chắc ăn mày. Nói chung anh thì khó lắm em. Làm nhân viên của anh cũng hơi khổ nữa. Cái này là 160kg. Mình để tạ vậy không cân xứng. Đó hoa lài cắm bãi cất câu. Không có được. Em giờ tạ nặng nặng vô đây nhìn lên máy cho đẹp lên phim đi mấy em. Mình quảng cáo phòng mà chịu khó đi em. Nó tháo tháo mấy tạ nhỏ này ra nha. Mấy em chờ một phút để chương trình set up. Thấy không? Phải trang điểm. Mình đi chơi với bồ, mình cho tiền nó mua chờ nail, cho tiền nó mua CC đồ. Đó, để làm chi cho nó đẹp, trang điểm. Đó, túi eo bì đồ ha. Còn phải tập gym vậy nữa. Cái máy nó đẹp, mình phải trang điểm tạ tiết là nó vô. Một tuyệt tác của nhân gian. Ủa lộn lộn. Một tuyệt tác của THL Gym Center quận 12. Các bạn thông cảm nha. Là một người diễn viên diễn tới giờ phút này không phải là đơn giản các bạn. Tôi diễn từ lúc 2 giờ chiều tới giờ 5 giờ. Chưa ăn sáng, chưa đi trên, kẹt xe ra đủ lộ 1A thấy mẹ luôn. Trời, nó có khổ gì đâu. Phải rồi. Vừa khi mà thấy anh Duy Nguyễn rồi giờ đi xe này xe kia các bạn thấy ngon chứ ai biết được cuộc sống tụi nó có những cái mà nó gọi là mình chia sẻ ra không ai thấu hiểu được đâu bạn. Nên thôi tốt nhất đừng chia sẻ. Lên mạng chặt chó ghét rồi. Cách tụi mày ghét tao là cách tụi mày thấu hiểu tao đó. Ok. Cuộc sống mình thích trải nghiệm vậy đó. Không biết tập có nổi không nổi nữa. Dù bình thường tôi ăn no tập vô tư. Nay tôi đói chơi luôn. Bởi vậy cái ngạo khí kiêu hùng một chữ nhất đời ghim. Các bạn có dám chơi hay không? Dám chơi là yếu tố đầu tiên để tập được. Đàn ông mà trong phòng ghim tập đứng như gái nha. Nhưng mà anh khuyên thật nha mấy em, cái máy nào mà đã cảm thấy tin tưởng máy là ok thì mình chơi. Còn cái máy cốc cốc thì vừa vừa thôi. Mạng người không đẻ lần thứ hai. 160kg thêm cái đòn 20kg nữa 180kg trên một cái bắp chân, những điệu nhún thần kỳ, tinh thần lạc quan là có thừa. Thực tế làm được hay không chúng ta cùng dẻo thôi theo dõi. Má nói cũng lẹo nữa trời, thấy ghê ghê rồi đó. Ghim chúa có làm được hay không cháu nội? Hãy nhìn thấy sự dũng mãnh của ông ngày hôm nay và ngày sau làm gương để mà sống. Không có được hèn mát. Phải kết hợp hai cái tay và hai cái chân một lúc mới ra nổi nha. Nè. Ngọn không? Cái cuối đầu xíu. Ủa mà chưa còn hai cái nữa mới cuối. Cái này cuối nè. Nhìn kỹ. Nó móc chưa? Nó móc rồi. Thì mới đi ra. Bye bye các bạn theo dõi. Các bạn theo dõi. Các bạn like. Xe. Ủng hộ nha. Sub. Ra tập gym đi. Địa chỉ là nhiêu? 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Bye bye và welcome tất cả mọi người. Tới đây ối tiền thôi. Mọi chuyện đó Duy Nguyễn lo. Mệt quá em. Tao diễn tao mệt quá. Em pha, em lên lầu 5 á. Trong cái phòng để đồ của anh á. Pha giùm anh 2 ISO. Một thằng ISO fit với một thằng ISO board. Chết mẹ rồi. Thuộc đường. Đi em đi. Hút luôn đi, không sao đâu. Trời ơi. Em cứ pha chung đại không sao đâu. Mày ra ghép dính rồi. Mày đi ngay ống kính được. Thôi mệt quá, nhớ. Mệt nhớ đem này về nha ba. Cái này mua 450 ngàn rồi đó. Bỏ trong phòng gym tao tập giùm. Uổng lắm. 5 giờ chiều tại THL Gym Center quận 12. Đó là một tượng đài. Ê bây giờ tao cầu hứng của mày có mang lại cam không? Tôi đứng ở nóc nhà cho quay cái nữa nè. Tưởng đời. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.